lên em nhé. Đứng đây thôi, không phải chạy nữa, đỡ mệt, đứng đây thôi. Phải giật mình hả? Kèo đội xanh đội đột nhập thế này sao? 2-2-2. Rồi đứng đây. Phải quá. Hai người. Cố lên. Lui. Thôi. Thôi. Vào đi.
soi bóng kìa. Chưa đâu. Chưa. Sao đánh ngoài? Đá bóng vào. Đá bóng ngoài. Đá đi. Tiến ơi. Rồi hiệp 1 mới hết hiệp 1 mà. Tiến ơi, lại về cơ Tiến. Anh có sợ mà. Anh thế nhỉ. Hết rồi thì kiểu rồi. Anh ơi, mày chơi anh hơi bị nhiều luôn đấy. Sao thế? À, sao thế? Nghĩ bản được anh. Cứ đằng sau nó dựa lưng nó tì đúng không? Hai quả. Anh nhìn quả như thế ít sạch. Thế ông Cao Đức Thiền vào đứng loanh quanh chỗ này nhảy lên là một cái rối loạn ngay là mình có thể le ve cứ xe lên dưới. Không cần chạy nhiều. Lật lại là mình nhảy vào thôi. Đây nổi hết sức rồi, không đá. Chưa rối đâu anh. Chưa rối đâu. Bây giờ mình sao bên này với cho bóng vào nhiều anh. Họ không nhìn thấy đâu mà trời không thấy đâu. Đấy quá trên bóng cấm lên. Đéo nhìn cái gì cơ. Úi xuống phát hoa đầy mắt luôn. Được.
máy ảnh cứ ra kia chỉnh ở bên kia kìa. Thôi em. Đá đi. Đá thắng. Đi. Xong đào đi, xong đào đi. Lừa khéo hết nhé. Lừa xong là cũng không có đà để chạy luôn. Lừa bóng rồi cúi mẹ xuống này. Không, bây giờ mới lên cấp 3 mà. Anh ấy chỉ có dốc bóng, cơ bóng đi, chỉ mỗi là không nhìn thấy đâu. Trời đấy, cơ vào. Lắm bước ạ. Xuất em ơi. Quyết dưới kìa. Ôi. Lên đi. Sao để cái mưa điện thoại sao hôn kia. Không, không, không. Thật tiền em ơi. Em bảo tự lấy ra cả đấy. Đấy, đấy, đấy. Đá đánh con tay chứ. Góc về tiền. Góc à. Xem người một xem một nào. Nha. Dạ dạ. Bay này. Ê Tuấn ơi. Lắm. Quẩy lên. Đây 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 đây. Chạy khéo lắm. Ôi ơi. Chị ăn. Ôi. Ôi. Viên em ơi, hộ vệ viên đi, hộ vệ viên đi. Chúng ta đá rồi, sâu viên đấy. Tháng trẻ mới bảo em nổi mẹ vào côn nguy hiểm đấy. Anh đứng đi mà văng chân sâu thế. Quay được. Đúng rồi, không thấy mà, nãy giờ tôi có thấy đâu. Hả? Giờ mới biết à?
cẩm phải không? Chết thì siêu cẩm. Bên đây anh này. Bên đây. Nhảy chân rồi kìa. Anh ơi. Ôi ơi. Quay phim chính lại mới quay vào gôn để mà quay những quả bay của môn bên kia không có bàn thắng đâu. Chỉ có những quả đặt phá xuất sắc thôi. Quay nửa gôn thôi, nó quay cả gôn không có nhìn đến bên kia đâu anh. Bên kia quay thì không có đấy làm gì. Còn tấn công được bên kia đâu mà phải quay. Cần gì tấn công đi ba được. Hết chưa? Hết chưa? Hết. Hết làm sao được anh? Mới đá. Còn 3 phút nữa. Tập trung này, tập trung nào, 1-1 này, cua này. Hậu phương vẫn chắc này rồi.
Đưa bóng lại Huy ơi, em từ từ từ, em hợp nữa ạ. 10 phút nữa, khó lên, khó lên. Đang bản chiến thuật. Dương vào là giữa này. Tường quyết đấy, lên hiệp về cạnh thế này. Hiệp về đây, Dương vào giữa này, cho Đức lên đấy kìa. Anh hiệp về cho Đức lên. Đá lên. Thôi đá lên. Đá lên, Dương vào giữa đi. Chỉnh lại cái đá. Hiệp về đây này, hiệp về thay Dương vào đây giữa đấy. Bóng trên này, Đá lên, không được, đá lên. Anh Đức. Tiến sau nhá. Đá sát con. Xảo lắm. Đứng đây anh nghe ôm. Chết rồi. Đấy anh đây. Kìa. Nó thúc anh. Không, em không thúc ở đấy. Anh ấy ôm lấy người giật xuống. Rồi đây rồi. Ôm lấy người giật xuống. Tay rồi. Đẩy ra, rồi. Điểm rơi. Ăn mừng anh đi. Còn em bảo anh đẩy ông đi ra. Quả đất đẩy rồi nhưng mà không sao. Thank you.
đấy, sâu đấy. Huy. Biết áp vô cao cao, biết áp áp cho em. Đánh sát em. Sát luôn, sát luôn. Xuống luôn. Kéo ơi. Ô. Về đây, về đây. Chuyển chỗ. À, ôi giời ơi. Tiến ơi, dâng lên, dâng lên, cứ dâng lên. Về sớm, về sớm, về sớm, về sớm. Anh em ngoài đấy. Về đây, về đây, anh em, về đây. Ui. Cố lên, cố lên, thôi lấy hộ quả bóng đây. Nhờ. Bên Nguyễn à.